Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì lúc nãy đầu trận mình có giết cùng Thiết một mạng rồi mình cũng bị giết lại một mạng, nhưng mà mình quên bật máy quay rồi mọi người. Nhưng mà thôi không sao, cũng mới một phút mấy thôi, bây giờ mình cũng nhớ mình quay lại rồi. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Lữ Bố này đi lane cùng với cùng Thiết nha mọi người. Thì Lữ Bố vừa có một đợt chỉnh sửa sức mạnh, phải nói là ảnh hưởng khá nhiều tới con tướng này đó mọi người. Nó ảnh hưởng tới lối chơi nha mọi người. Hôm nay mình chơi thì nó chưa có chỉnh sửa đâu, nhưng mà mình đã đọc được ở trên trang chủ và ở trên TikTok có một số người leak ra rồi mọi người. Ở mấy chỗ thử nghiệm thì người ta đã fix lại con Lữ Bố này rồi. Và mình nghĩ là khi mà cái video này nó đã được đăng lên rồi thì con Lữ Bố này cũng đã fix rồi thôi. Bởi vì ngày 7 tháng 12 sẽ có một đợt update mọi người à. Mình không biết là cái video này sẽ ra vào ngày mấy, nhưng mà sau ngày 7 tháng 12 thì Lữ Bố đã fix lại rồi nha. Thì cái đợt chỉnh sửa sức mạnh này nói chung thì mình thấy cũng ảnh hưởng một phần tới Lữ Bố về cái lối chơi của nó đó. Về Lữ Bố mà mọi người thấy ngày xưa giờ Lữ Bố lâu dữ lắm rồi, trước nay luôn á, là Lữ Bố đều lên phong cách chí mạng thì cái build đồ này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều hết nha mọi người. Nhưng mà về cái bản chỉnh sửa sau á thì Lữ Bố lên full chí mạng vẫn ok, nhưng cái Lữ Bố mà lần trước mình có lên một cái build đồ cho các bạn xem rồi đó, để mình đánh với con Cuồng Thiết này đó. Nhưng mà thôi mọi người, nó bây giờ mình chưa có đầu thủ, mình không đánh được cho nó đâu. Mình cái build đồ trước mình đi rừng đó mọi người, có một video mình đi rừng Lữ Bố rồi thì mình lên phong cách cây kiếm vàng đó mọi người. Thì Lữ Bố đi top lên cây kiếm vàng, bây giờ nó rất là thịnh hành. Và cái cây kiếm vàng đó khi mà mọi người hút in mình hút chiêu 2 chứ không phải anti nha, mình định nói nhầm rồi đó. Thì khi mà hút chiêu 2 Lữ Bố sẽ gây một ít sát thương, rồi nó rút thêm sát thương từ cái kiếm vàng đó. Thì mình sẽ bằng trụ với Cuồng Thiết, chết Cuồng Thiết. Ok mọi người, chạy đó, được một mạng khá là ngon. Thì mình nói tiếp nha. Thì khi mà Lữ Bố mà nó fit lại cái chiêu 2 á, không còn gây sát thương nữa mọi người. Trước thì gây sát thương cái nó hút lính thì sẽ được ảnh hưởng từ cái kiếm vàng. Khi mà mọi người full nội tại của kiếm vàng level 3 á, thì nó sẽ rút 100 sát thương chuẩn mỗi giây. Nếu mà có kim cái nanh cái kiếm cuối đó, cái kiếm cuối cũng là cái nanh bên liên quân đó, rồi thêm cái giáp cùng nộ nữa, thì mọi người có thể rút được tới 140 máu mỗi giây tối đa nha mọi người. Thì 140 máu mà mọi người thử nhân lên xem, mọi người nhân lên nó rút 4 lần luôn mọi người, rút trong 2 giây mỗi 0,5 giây nó rút một lần đó. Thì mọi người sẽ tưởng tượng cái chiêu 2 nó rút sát thương kinh khủng cỡ nào. Mặc dù chiêu 2 đúng là thuần của nó không phải là chiêu để gây sát thương, nhưng mà nhà phát hành muốn nó gây một tí thôi. Nhưng mà người chơi đã lách cái lỗ hổng này, mình sẽ giết được Cuồng Thiết. Ok, người chơi lách cái lỗ hổng mà lên cái kiếm vàng làm cho chiêu 2 nó vừa to vừa rộng mà vừa gây nhiều sát thương đó nha mọi người. Cho nên nhà phát hành đã sửa là cái chiêu 2 này không còn gây sát thương nữa. Thì trong cái trận này mình chơi thì vẫn còn gây sát thương thôi, nhưng mà sớm thôi nó sẽ không còn gây sát thương nữa. Thì cái kiếm vàng nó sẽ không còn hiệu quả nữa mọi người à. Khi mọi người hút chiêu 2 thì cái kiếm vàng nó không còn rút sát thương nữa. Đó, cho nên là nó ảnh hưởng khá nhiều tới Lữ Bố ở cái lối chơi mà lên cây kiếm vàng với lại đồ thủ này nọ đó. Còn Lữ Bố mà lên chí mạng thì chiêu 2 có gây sát thương hay không thì cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Vì Lữ Bố phong cách... cái gì đông vậy? Cái pha này mình hơi ẩu rồi mọi người. Hay không phải hơi ẩu mà là con Nako nó ganh bất ngờ quá. Đó. Thì mình nói tiếp là cái phong cách chí mạng thì nó không ảnh hưởng gì mấy, cho nên hôm nay mình sẽ lên phong cách chí mạng để cho mọi người xem nha mọi người. Đó, thì mọi người có thể từ nay mọi người lên kiếm vàng thì nó sẽ không còn khỏe như trước. Mình không dám nói là nó không còn khỏe bởi vì nó chưa update, cho nên là mình cũng không biết nó còn khỏe hay không. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều tới cái phong cách mà lên cái kiếm vàng đó, cái phong cách mà build đồ lần trước mình đã lên cho mọi người video trước rồi đó mọi người. Thì mọi người nào không biết thì có thể lên xem nha. Đó, mình sẽ nhảy ở những cái nơi mà hẹp hẹp như này thì địch khó lòng mà chạy lắm mọi người à. Đấy, chiêu hai ok, nó cũng chết rồi mọi người ơi. Đó, cái pha này mà mình chiêu 2 mình không gây sát thương á mọi người, thì khi mà con Nako nó bị giết thì nó sẽ bị trụ giết executed chứ nó không có bị Lữ Bố giết cho mọi người. Đó, cho nên là fix chiêu 2 là thì mọi người thấy nó cũng ảnh hưởng phải nói là kha khá đó mọi người à, chứ không phải là cũng ít đâu. Đó, cái pha đó mà nó không gây sát thương phiên bản mới, nhiều phiên bản mới là pha đó mình đâu có được mạng giết Nako đâu. Cho nên là mình nghĩ là Lữ Bố pha này gọi là nép khá là nặng đó mọi người. Mình sẽ lên cái khiên này nha, bởi vì mình chưa có đầu thủ anh em. Mình phải lên một tí đầu thủ rồi mình mới lên chí mạng tiếp nha. Đó, thì tuy là nép chiêu 2 nhưng mà nhà phát hành cũng bù lại cho Lữ Bố một cái ulti nha mọi người. Thì ulti Lữ Bố được tăng sát thương lên cũng mình thấy cũng khá là nhiều đó. Đó, thì nhưng mà mình vẫn thấy cái chiêu 2 này nó bị nép như vậy thì hơi
hơi khó chịu tí, mọi người kiểu hơi hơi thảm cho Lữ Bố tí, mình sẽ ulti thẳng vô cái dòng của điêu thiền luôn mọi người. Gọi là điêu thiền à, bật cái dòng bao nhiêu to thì mình ulti bấy nhiêu to luôn. Điều thiện không có dám bước vô cái dòng đó, nó phải nhảy ra khỏi cái dòng của nó, hạn chế sức mạnh của nó nha. Thì mình nói thế cho vui thôi, mọi người không làm theo nha. Nếu mà ngoài đời mà mọi người nhảy vô cái dòng điều thiện là nó múa mọi người chết ở trong đó luôn, tại vì team mình trận này đông nha, cho điều thiện nó mới chạy thôi. Chứ nếu mà thật sự mà một thôi thì mình nhảy vô cái dòng đó là nó giết mình trống luôn đó mọi người. Đó là nhà phải có nóc mọi người, Lữ Bố điều thiện nhà phải có nóc, điều thiện là nóc nha. Tại mình sẽ ra giết. Ôi thôi thôi thôi, đông pha này. Đồng đội mình chạy nhanh thế nha. Thôi chạy mọi người ơi. Ơ kìa, nó chón mình. Pha này mình chết hơi ngu rồi mọi người à. Pha này mình thấy đồng đội mình định vô nhưng mà đồng đội mình chạy trước rồi mọi người. Thôi không sao. Thì Lữ Bố này bây giờ đầu trận này nó cũng chưa khỏe lắm đâu mọi người. Cái build đồ kiếm vàng thì đầu trận nó khỏe hơn, nhưng mà bây giờ thì mình lên cái build đồ chí mạng đầu trận nó không khỏe lắm. Mình cứ cố gắng rồi là giết người farm mạng này nọ nha. Con Tôn Người Hương này không chạy được với mình đâu. Mình giết được nó rồi, ok, mình xém chết với nó luôn mọi người. Nó đầu trận thì nó khá là yếu mọi người, tỷ lệ chí mạng cũng không cao. Thì hôm nay mình dùng ngọc 26% tốc đánh nha mọi người. Còn ngọc xanh lá cây thì mọi người lấy cho mình máu tối đa và giảm hồi chiêu nha. Mọi người đừng lấy ăn công vật lý xuyên giáp nha, vì Lữ Bố không có cần xuyên giáp đâu. Sát thương chuẩn hết rồi mà xuyên giáp gì nữa. Lên như nào cho trâu thôi. Bây giờ mình sẽ lên cái kiếm chí mạng nha. Thì phép địch là điêu thuyền, mọi người có lên giáp phép trước thì mọi người cũng sẽ không có chạy thoát khỏi nó đâu, nên thôi mình lên luôn cái cây kiếm chí mạng này đi mọi người à. Đó thì nó múa mình cũng sẽ đau hơn đó, nhưng mà mình giết nó nhanh luôn chứ mình đừng có để trâu trâu rồi mình giết nó không được. Nói mình lên cái kiếm chí mạng này thì quật sẽ đau hơn, quánh sẽ dễ hơn mọi người. Mình hôm nay con cuồng thiết này nó gặp Lữ Bố thì nó hơi nhỏ rồi mọi người. Lữ Bố phải nói là không sợ cuồng thiết luôn. Tầm đầu trận hay hơi tầm 3 phút rồi đầu trận thì may ra cuồng thiết mới có lửa cửa ăn Lữ Bố thôi, chứ về sau thì cuồng thiết hầu như là Lữ Bố quật 2-3 quật là cuồng thiết chết rồi. Cái ulti của cuồng thiết coi như là vô dụng với Lữ Bố rồi đó. Còn hồi máu thì trình giáo kim hồi còn không kịp Lữ Bố, nói chi là cuồng thiết có mỗi cái chiêu một đúng không mọi người. Đó cho nên là cuồng thiết trận này hơi nhỏ mọi người ơi. Đây ok, con Naco mình sẽ chạy nhảy về mọi người ạ. Pha này mình định nhảy thẳng vô nó luôn, vì mình thấy có đồng đội mình, nhưng mà team địch nó lại xuất hiện thêm con điêu thuyền nữa, nên thôi mình lui nha mọi người. Pha này à, nếu mà không có điêu thuyền thì mình sẽ nhảy thẳng vô nó. Thì con Naco mình thấy nó lên giáp phản đam đó, team địch lên giáp gì kệ team địch mọi người. Lữ Bố nó, đối với Lữ Bố thì mọi loại giáp trên đời đều vô nghĩa rồi. Tôn Thượng Ngương đi rồi mọi người, mình chưa kịp trợ tí nào nữa. Ngộ Không này nói chung là Ngộ Không khá là tàn bạo mọi người à. Đó thì mình sẽ lên cây kiếm chí mạng này, sau đó mình sẽ lên sông đao nha mọi người. Nếu mà điêu thuyền xanh quá thì mình mới lên giáp phép, chứ mình đang có ý định lên cây sông đao trước. Đây team địch đông rồi, combat bon gõ cái nữa thật chắc mình tóc biến lên quá mọi người, tóc biến lên ngon mọi người ơi. Đây con cuồng thiết này mình còn anti mà các bạn, cuồng thiết này mọi người xem mình quật cuồng thiết này cuồng thiết này ok. Con Lữ Bố này khi mà mình đã có cái kiếm cuối rồi thì mình quật cực kỳ thấm nha. Mọi người chơi Lữ Bố mà mọi người thích lên full tanh nó cũng được, nhưng mà mình thấy nó không mạnh mọi người, mình không khuyến khích lên full tanh. Thì đấu giải người ta thường chơi Lữ Bố full tanh lắm, nhưng mà đấu giải khác còn đấu ranh khác mọi người à. Mọi người đánh như thế nào cho hiệu quả nhất. Về đấu ranh thì mình luôn lên cái kiếm cuối trước, mọi người lên cái kiếm nó sẽ càng sớm càng mạnh nha mọi người. Nói chứ mọi người đừng có lên 2-3 món thủ rồi mới lên cái kiếm cuối. Mình thì mình lên cái kiếm cuối trước thì đầu trận nó hơi yếu, nó hơi mạo hiểm, nó hơi khó chơi tí, nhưng mà nó rất là mạnh, nó quật chết người ta, nó sốc đam người ta rất là khỏe luôn mọi người. Đó mình luôn luôn mình lên cái kiếm cuối trước đó, sida xíu cũng được, từ từ mình sẽ lên thủ sau nha. Và mình có thể lên cái giáp phản đam hoặc là cái khiên băng. Đằng này mình lên cái khiên băng là do mình cần giấm hồi chiêu mọi người à. Đây đồng đây mình sẽ ra nha mọi người, có thái văn cơ mình sẽ nhử nó, nhưng mà bọn này khôn quá mọi người, nó biết rồi mọi người à. Mình đứng ở đây dụ cho nó đây, mặt tử tới. Nhưng mà không thấy bọn kia đâu thì chắc là bọn kia ra mid luôn rồi mọi người. Nếu mà bọn nó quay lại đây đánh thì mình cũng có thể đánh được đó mọi người. Nhưng mà thôi bọn nó ra mid hết rồi, mình sẽ cố gắng mình farm để lấy cái sông đao sớm nhất có thể mọi người à. Thì con này có đồ chí mạng rồi, tầm 2 đồ với là một cái kiếm cuối thì thôi, vô địch thiên hạ luôn mọi người. Trước mình quật con trình giấu kim nó không kịp hồi máu nữa. Trình giấu kim mọi người biết nó hồi máu cỡ nào rồi, nói gì thái văn cơ này không có cửa đâu. Này con mặt tử đó, được được nội tại, được nội tại rồi, ok các bạn chết với mình.
mình nhảy pha này hơi ngu mọi người, thôi nháp pha này làm nháp thôi mọi người, đi thuyền làm gì đi. Rồi mất chiêu một rồi mọi người, rồi lui nha. Như mình nói trong cái clip top tướng đường top rồi thì Lữ Bố mất cái chiêu một rồi. Đó rồi Lữ Bố mất cái chiêu một thì khá phế mọi người ơi. Nhưng mà ok không sao, mình đã giết được con cuồng thiết rồi. Thì cái chiêu một này tuy là mất thì khá phế nhưng mà nó hồi cũng rất là nhanh mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ dùng chiêu một chuẩn nhất có thể nha. Thì không phải là pha nào mà team cũng có lợi thế như trận này để mình dùng chiêu một thêm lần nữa đâu. Nhiều khi mọi người dùng chiêu một trượt là mọi người đã chết luôn rồi đó. Đó. Thì mọi người thấy cái build đồ này hôm nay nó đam có to không mọi người? Đó, to thì mọi người có thể lên theo tham khảo nha mọi người. Chứ cái build đồ lên cái kiếm vàng thì mình thấy nó cũng mạnh đó. Mình thích cái build đồ kiếm vàng hơn. Build đồ này thì nó không có trâu bằng, với lại nó cũng không có kiểu như khó chịu bằng mọi người. Build đồ nó phụ thuộc vào đánh thường hơn. Đó, nhưng mà nó người ta nhà phát hành người ta đã fit lại cái cây kiếm vàng này thì chắc ý của người ta cũng là muốn cái gì đấy, ý người ta cũng là muốn mình lên theo build đồ cũ chí mạng, hoặc là người ta muốn mình lên đầu thủ này nọ thôi, chứ người ta không có muốn mình lên cái kiểu kiếm vàng để lợi dụng cái lỗ hổng của chiêu 2 để mà gây sát thương đó mọi người. Đó thì nói chung cái đợt chỉnh sửa này cũng ảnh hưởng lớn tới Lữ Bố đó, mình thấy ảnh hưởng lớn đó mọi người, ảnh hưởng lớn tới lối chơi thôi, chứ còn sức mạnh thì Lữ Bố vẫn mạnh như thế chứ chưa có tụt top đâu mọi người, vẫn là top 1 nên chơi nha mọi người. Đó thì team mình trận này gọi là ép áp đảo rồi mọi người, đầu trận thì cũng hơi chưa áp đảo lắm, bây giờ thì gọi là dễ chơi hơn rất là nhiều rồi. Mình sẽ ra rồi đây anh ti thẳng vô cái chỗ này luôn nha mọi người, điêu thuyền này đó mọi người, xem quật này đó mọi người thấy chưa, trời đất ơi quật kìa, nhưng mà được có 1 mạng 2 mạng gì thôi mọi người. Đó mình sẽ tóc biến lên Na cô trời đất ơi mọi người, coi Lữ Bố nó quật kìa. Build này phải nói là chơi đã thiệt mọi người. Tuy là nó hơi gọi là phụ thuộc đánh thường tí, nhưng mà nếu mà đã có gọi là chỉ chí mạng cao rồi thì thật sự tăng hay là cái gì đó rồi Lữ Bố này cũng chập hết mọi người ạ. Đó này thì cái con xe này trâu thật sự mọi người, mình xém chết với con xe luôn. Pha này xử lý cồng kềnh thế nha. Mình sẽ cố gắng lấy trụ nha, team địch cũng chưa ra đâu, lấy hết những cái trụ mega này đi, mình sẽ hút những con lính này để hồi máu lại tí mọi người ạ. Khi team địch ra rồi tính, nhưng mà bây giờ mình về thì sẽ chỉ có mỗi ngu cơ phá trụ thôi. Đây mình sẽ cố gắng win luôn trận này mọi người. Mặt tử nó lên giảm hồi máu rồi mọi người, thôi mình sẽ lui về mình lấy những cái con này mình hồi máu nha. Đây thái dân cơ mình sẽ để cho thái dân cơ hồi máu cho mình đó. Ok mọi người ơi, hồi cũng không được không được nhiều lắm, nhưng mà có để không mọi người à. Thôi dùng tạm chiêu 2 cho lính để hồi máu được nhiêu hồi mọi người ạ, nhìn cũng không nhiều lắm. Thái dân cơ hồi tiếp nào đó. Thì 248 mỗi lần, 2 lần 500 thì cái chiêu 2 hồi tầm 1.5k thôi mọi người. Đó, mà máu mình cũng tầm gần 10k rồi. Nhìn cũng nhiều thế nha. Xin lỗi thang cơ nha. Nhiều mọi người. Nói mình tưởng không nhiều lắm nhưng mà thật ra thấy nhìn cũng thấy cũng nhiều đó. Đó. Thì đây con mình định xuống hỗ trợ Ngộ Không, đập chết Naco luôn rồi. Không thể tin được là Naco thể thua Ngộ Không đó mọi người. Đây mọi người lên đi, mình gọi là Lữ Bố mình gần đầy máu rồi, lên chí mạng full đồ các kiểu rồi, giờ là không có ngán bố con thằng nào ra đây. Cuồng thiết nghe nói cuồng thiết trâu lắm mọi người, ôi trời chém mù mắt thế. Chém đúng kiểu lệch 180 độ luôn mọi người. Đây này ơi, trời không rằng được mạng nào luôn mọi người, trận này mình chở tới 10 luôn mọi người, ra là một điều không vui lắm. Với mình thích ăn mạng là trời mọi người, chở nhiều quá mình sẽ nhảy thẳng vô trụ luôn nha. Mà thôi tụi nó về rồi mọi người, mình sẽ nhảy vô đây đi. Đó, không có sợ bố con thằng nào hết. Đó, mặt tử này quánh thường chết luôn này. Quánh thường chết luôn. Rồi thôi win luôn, không nói nhiều. Đó, win luôn. Ok, win. Win không, win rồi mọi người. Ok. Hay quá mọi người ơi. Thì trận đấu mình nó cũng kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay cho mình một like và một subscribe nha mọi người. Ok, chào tạm biệt mọi người.